có một bạn hỏi, tiến sĩ cho em hỏi, một số dân tộc có tục cho người chết ăn cơm như người còn sống tới 7 ngày như là tục của người Mông hay một số người khác. Hoặc treo người chết lên nhiều ngày rồi mới đem đi chôn cất. Tiến sĩ cho em hỏi việc làm này có mục đích gì? À. Đây là cái hủ tục, tôi gọi là hủ tục của các dân tộc. Và khi cái trình độ mà về văn hóa càng thấp thì cái hủ tục lại càng xảy ra và họ lại giải thích theo con đường mê tín họ nghĩ rằng là khi người chết đi 7 ngày thì người chết vẫn còn ở nhà cho nên rằng vẫn phải cho người chết ăn nhưng cái mà cái hủ tục về mê của họ là gì là họ lại cho rằng người chết vẫn còn ở nhà tức là cái xác ấy lại ăn cho nên họ nhét cơm vào cái mồm của cái xác người đó Vậy thì chúng ta thấy rằng khi họ chết rồi họ ở nhà là cái tâm linh ở nhà chứ không phải cái thân xác ấy còn sống đâu có còn sống đâu dừng thở là cái thân tứ đại bắt đầu phân hủy rồi do vậy là họ không phân biệt được cái người chết ở nhà là cái thần thức ở nhà chứ không phải cái thể xác đó còn sống cái thể xác ấy thực ra đã phân hủy ở bất kỳ môi trường nào cũng bắt đầu phân hủy cho nên họ cho cơm vào mồm À, rồi là coi như là bón cơm cho người đã chết giống như người còn đang sống vậy hoặc là à, họ cứ treo lên coi ở nhà vì sau đó rồi mới mang đi chôn cất đây chúng tôi gọi là cái tục lệ hủ tục mê tín họ nghĩ là người chết vẫn còn ở nhà nhưng còn ở nhà thì họ cho rằng là vẫn còn trong thực thể Đấy. như vậy thì cái quan niệm người chết vẫn còn ở nhà là theo nghĩa bóng nghĩa tâm linh chứ không phải nghĩa, nghĩa thực thể. Mặc dù cái thân lý là vẫn ở nhà nhưng cái linh hồn người chết đã tách ra khỏi xác chết rồi, tách ra. Do vậy mà kể cả chúng ta đem cái xác đấy đi hỏa thiêu hoặc đi chôn thì cái linh hồn họ vẫn quanh quẩn ở nhà. Là ở nhà cái linh hồn chứ không phải ở nhà cái thân xác. cái nhà đây là cái vị trí của người ta sinh sống nhưng cũng có thể cái nhà đấy là cái gì là cái thân xác do vậy khi chết cái linh hồn ra khỏi hồn lìa khỏi xác khi hồn đã lìa khỏi xác rồi thì cái việc xử lý cái xác đó có thể là hỏa thiêu có thể đem chôn hoặc là à, đem à, không táng là treo lên à, cho không khí nó tan ra hoặc là thủy táng là cho à, thả xuống nước hoặc là cho điều táng là cho chim nó ăn hoặc là địa táng là chôn xuống đất có hoặc là tượng táng rất nhiều hình thức như vậy thì khi chết rồi cái thân xác là khách khác với lại cái linh hồn cho nên chúng ta nên hiểu là cái linh hồn vẫn còn ở nhà không phải 7 ngày đâu mà 49 ngày hoặc lâu hơn nữa thì cái linh hồn nó ở nhà còn thân xác đã tách ra rồi thì nếu như cứ để cái thân xác ở nhà sẽ gì không những chúng ta mê tín về mặt gì về mặt tâm linh mà chúng ta gây á, hủy hoại môi trường vì cái thân xác này ở trong nhà thì ngay khi chết là bắt đầu các xác phân ly rồi tứ đại phân ly đất nước gió lửa bắt đầu phân tán ra khỏi cơ thể không có ai không có một lực lượng đoàn kết nữa. khi cơ thể còn sống thì bốn cái anh này nó hợp tác với nhau Đấy, hợp tác với nhau mà cái tế bào chết thì tế bào mới nó sinh ra nó luôn luôn nó vận động nhưng khi mà cơ thể chết bốn thằng này tan rã chỉ có tan ra thôi chết thôi chứ không có cái tế bào mới sinh ra đấy. do vậy mà lúc đấy chúng ta phải xử lý cái xác không có giá trị nữa còn cái linh hồn chúng ta phải tiếp xúc ví dụ ảnh làm một số nghi thức nữa và nói chuyện tiếp xúc với cái linh hồn đó thế nào cho cái linh hồn nó được an lành thì chứ không phải là cứ cho cơm vào cái xác chết là họ ăn là không phải hoàn toàn không phải lúc ý xác chết vô nghĩa ta càng để lâu càng hủy hoại môi trường sống của người đã sống vi khuẩn và cái mùi tanh hôi do phân hủy xác chết ấy, sẽ tỏa ra xung quanh cái nhà và do người xung quanh rất độc hại nào là cái đạm nó phân hủy này. rồi là cái xương phốt pho của lo nó tỏa ra cho nó tác động với cái không khí môi trường nó là ảnh hưởng rất nhiều đến những người cái sinh vật sống xung quanh. À, khiến cho những cái loại vi khuẩn à, ăn xác chết bắt đầu phát triển rất là mạnh mẽ và nó làm cho cái môi trường sống nó bị ảnh hưởng. Thì nhân cái tục lệ này thì chúng ta nên nhớ là đấy là do họ nghĩ khi người chết vẫn còn ở nhà cho họ cho cái xác chết ăn. Đấy là do trình độ văn hóa còn thấp kém Hiểu biết còn thấp kém Cho nên họ tin vào cái tín ngưỡng Từ xưa đến nay như thế Thầy mo thầy cúng Hướng dẫn như thế và họ nhắm mắt làm theo thì Thậm chí ở ngay Hiện nay ở dưới xuôi cũng vậy Có rất nhiều thầy mê tín thì đoan Cúng tế tập trang Thì nhiều người mê tín vẫn đi theo Cũng giống như vậy thôi Cũng giống như cái người ở các bà dân tộc thiểu số Là người ta theo cái thầy mo thì cũng bảo thế người ta làm như vậy thôi thì họ không biết cái tác hại của nó và điều quan trọng nhất là cái linh hồn nó không được lợi gì cả không có lợi cho cái linh hồn như vậy thì hai cái hại hại thứ nhất hại cho cơ thể sống môi trường sống thứ hai là không là hại cho cái linh hồn linh hồn nó không tiếp nhận được cái gì tích cực cho nên trường hợp này như bạn nói đây từ kết luận đây là hủ tục mê tín do trình độ văn hóa còn hạn chế khi trình độ văn hóa hạn chế thì ta tin theo những thầy mo thầy cúng và tục lệ hủ tục địa phương khi giác ngộ rồi chúng ta phải cần trừ bỏ những cái việc làm và những cái tín ngưỡng không còn phù hợp nữa người ta gọi là hủ tục nghĩa là tục lệ đấy là không lành mạnh cảm ơn bạn